Thưa quý vị, với sự giám sát chặt chẽ của ngành y tế, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh nhiều năm qua được kiểm soát tốt. Trong năm 2021, số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận gần 500 trường hợp, giảm so với năm 2020 là gần 3.000 trường hợp. Riêng 4 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh chỉ ghi nhận hơn 50 ca mắc, đa phần có hiện bệnh nhẹ. Tuy nhiên, thời gian này đang vào đầu mùa mưa là điều kiện thuận lợi để muỗi vàng sinh sôi, khả năng gây dịch cao. Vì thế, ngành y tế Bến Tre khuyến cáo người dân không được chủ quan lơ là với bệnh sốt xuất huyết, cần chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Bác sĩ Nguyễn Hữu Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh khuyến cáo như sau. Đối với nguồn bệnh, đó là những cái người mà có mang cái virus bệnh sốt xuất huyết, thì chúng ta phải thật sự là cách ly cái nguồn bệnh và làm sao đó để giảm đi cái sự lây truyền từ người này sang người khác qua cái trung gian truyền bệnh là muỗi. Cái vấn đề cơ bản thì muỗi đẻ trứng vào những vật dụng chúng ta đã biết như là dụng cụ chứa nước quanh nhà, rồi do cái hạn mặn hiện nay đó thì bà con chúng ta trữ nước rất là nhiều, và đặc biệt là những cái vùng khu vực vùng biển bà con trữ nước mưa rất nhiều, và chúng ta phải đặc biệt quan tâm là chúng ta thả cá để diệt lăng quăng, chúng ta đậy kín bằng các vật dụng có thể để chúng ta đậy kín để tránh muỗi nó vào đẻ. Và thứ nhất và cái tiếp theo là chúng ta loại bỏ những cái vật chứa nước xung quanh nhà, thí dụ như là lọ hoa, rồi các vật thể mà có chứa đọng nước, những cái vật dụng xung quanh, ví dụ như gáo dừa, ví dụ như vỏ xe, vân vân. Tất cả những cái đó thì chúng ta phải dọn dẹp cho nó thật là tốt. Bà con chúng ta cũng nên quan tâm là cái vấn đề mà tổng vệ sinh xung quanh nhà ở của mình thì phải thông thoáng để giảm đi cái nơi trú ẩn của muỗi. Quan trọng nữa là chúng ta phải có các giải pháp để chống cái muỗi đốt cho các cháu hoặc kể cả người lớn. Đó là chúng ta áp dụng các biện pháp như xua muỗi, đuổi muỗi, dùng chai xịt, hun khói, sử dụng hóa chất, vân vân. Đồng loạt các biện pháp này chúng ta triển khai thì áp dụng đồng loạt thì cái việc mà phòng chống sốt xuất huyết của chúng ta sẽ mang lại hiệu quả tốt. Sốt xuất huyết dù là bệnh không xa lạ, tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chủ yếu là điều trị để giảm triệu chứng và các chuyển biến xấu. Bệnh có tỷ lệ tử vong cao nếu phát hiện muộn. Vì thế khuyến cáo người dân khi có dấu hiệu nghi ngờ cần đưa người bệnh đến khám ở cơ sở y tế để được xác định bệnh, từ đó có chỉ định điều trị phù hợp tình trạng diễn biến bệnh, tránh nguy cơ chuyển nặng.